Xin chào các bạn, hôm nay thì DJN sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng cái dòng camera Vantech ở trong nhà. Thì đây là một con camera Vantech V2010 AI. Thì với cái dòng mẫu mã như thế này thì nó có hai loại nữa, một loại là V2010B và V2010C. Chất lượng hình ảnh của nó cao hơn, đó là 3 megapixel và 4 megapixel. Còn con mình đang cầm trên tay đây là con V2010, thì chất lượng của nó là hình ảnh là 2 megapixel đó. Thì cách cài đặt cũng như là sử dụng thì ba con này nó hoàn toàn giống nhau, nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cài đặt và sử dụng cái con camera này. Thì mình giới thiệu một chút, thì con camera này mặt sau của nó sẽ có cái cắm nguồn này đó. Thì ở mặt trước khi chúng ta vuốt lên thì nó sẽ có khe cắm thẻ nhớ này và cái nút reset này đó. Ok, thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cài đặt. Thì bước đầu tiên thì chúng ta phải cắm nguồn cho thiết bị. Ok, như vậy là chúng ta đã cắm nguồn cho thiết bị xong. Thì việc tiếp theo là chúng ta cần phải reset thiết bị. Chúng ta sẽ lấy cái que này, kéo lên. Đó, wifi nó được khởi động. Chúng ta giữ vào cái nút reset này trong tầm khoảng 3 đến 5 giây. Camera đã nói cái dấu hiệu là reset thành công. Ok. Việc tiếp theo chúng ta cần làm đó là nhấc smartphone của mình lên. Chúng ta sẽ mở App Store ra. Đó. Chúng ta mở App Store ra và chúng ta sẽ tải phần mềm Vantech 3, Vantech V3. Đó. Các bạn tải đúng cái phần mềm Vantech V3 rồi. Đó. Mình tải trước rồi nên là bây giờ mình chỉ cần việc mở ra thôi. Với những bạn sử dụng cái phần mềm Android thì các bạn cũng lên và gõ cái phần mềm là Vantech V3 ra. Đó. Thì sau khi mở cái màn hình thì nó sẽ hiện lên màn hình đăng nhập. Thì chúng ta sẽ đăng ký trước, ấn vào đăng ký, sau đó nhập tên người dùng. Sau đó nhập mật khẩu. Xác nhận mật khẩu. Đặt câu hỏi. Sau đó trả lời câu hỏi đó. Cái phần đặt câu hỏi này trong trường hợp mà các bạn quên mật khẩu thì các bạn có thể lấy lại. Sau đó ấn tích vào tôi đã đọc và đồng ý, sau đó ấn xác nhận. Như vậy là chúng ta đã đăng ký thành công một cái tài khoản Vantech. Thì nó sẽ hiện ra màn hình đăng nhập, thì chúng ta sẽ ấn vào login. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ ấn thêm một thiết bị để xem video. Ấn thêm thông minh. Tiếp theo. Hiện tại cái ứng dụng này nó chưa nhận được wifi nên là chúng ta sẽ thoát ra này. Thoát ra. Ấn lại vào cái phần thêm thông minh. Ấn tiếp theo. Như vậy là wifi đã nhận được tên là DG1 này rồi. Chúng ta sẽ nhập mật khẩu wifi vào. Bắt đầu cấu hình wifi. Khi chúng ta cấu hình wifi thì các bạn nhớ để ấn lượng cao nhất.
chúng ta đặt tên cho thiết bị. Mình sẽ đặt là phòng khách, ấn lưu, xác nhận. Đây là cái bước mà đặt lại mật khẩu. Nếu mà các bạn muốn đặt lại thì các bạn ấn xác nhận, không thì các bạn sẽ ấn hủy. Đó. Ok, mình sẽ quay cái camera cho các bạn xem. Đó. Thì chúng ta có thể xoay 360 độ ở đây được. Mình sẽ gạt sang. Ok, thì đây là cái chất lượng hình ảnh SD. Thì nếu mà các bạn muốn nát hơn ấy, thì các bạn ấn vào chữ HD này, thì cái chữ HD nó sẽ chuyển sang màu xanh, thì nghĩa là chúng ta đang xem chế độ HD rồi. Còn cái bên cạnh chữ HD đó là cái mic, để chúng ta truyền cái âm thanh từ cái smartphone này qua camera. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Mình sẽ ấn này, mình sẽ giữ vào đây và mình nói alo. Alo. Tại vì là thiết bị, hai thiết bị nó ở quá gần nhau nên là tiếng nó có hơi vọng một chút. Nếu mà các bạn muốn nghe cái âm thanh từ vị trí nguồn con camera này thì các bạn ấn vào bên cạnh cái mic này có cái loa này. Mình sẽ nói nhé. Alo. Đó. Tại vì là nó ở gần nhau quá nên là tiếng nó vọng được. Còn cái bên cạnh cái loa là máy quay, đó là chúng ta quay lại màn hình mà chúng ta đang xem. Còn bên cạnh cái máy quay là cái máy chụp ảnh, kiểu hình cái máy chụp ảnh đó. Thì ở đây là các bạn chụp ảnh màn hình. Còn bên cạnh cái máy chụp ảnh là cái phóng to màn hình. Thì trong trường hợp mà các bạn có lắp cái thẻ nhớ vào cái con camera này ấy, mà muốn xem lại thì các bạn ấn phát lại video. Sau đó chọn ngày tháng để chúng ta xem lại, sau đó bắt đầu tìm kiếm. Thì tại vì là cái con camera này mình không có lắp thẻ nhớ nên là nó không có dữ liệu. Nếu mà các bạn có lắp thẻ nhớ thì nó sẽ có dữ liệu ở đó để chúng ta có thể xem lại được. Đây, mình sẽ thoát ra. Còn cái chỗ bóng đèn này thì các bạn ấn vào bóng đèn. Chọn cấu hình. Tầm nhìn đủ màu để xác nhận. Đó. Đây là cái phần bóng đèn mà chúng ta muốn xem mà. Chế độ ban đêm đó. Ok. Thì trong trường hợp mà các bạn muốn chia sẻ cái con camera này cho người thân trong gia đình mình thì các bạn ấn sẽ ấn toát ra ngoài này. Sau đó ấn dấu cộng trên góc màn hình. Ấn đã thêm thủ công. Ấn tìm kiếm. Sau đó thì cái điều kiện để có thể chia sẻ được cái camera này là người thân trong gia đình bạn phải có một cái tài khoản Vantech. Thứ hai đó là bắt cùng chung cái mạng mà chúng ta vừa kết nối với con Vantech này đó. Thì hiện tại ở đây thì có một thiết bị đang online, chính là cái thiết bị mình đang xem này đó. Thì hiện tại thì không có thiết bị nào để mình chia sẻ được. Thì nếu mà có một cái thiết bị, các bạn cứ đăng ký tài khoản Vantech, sau đó kết nối đúng vào cái wifi mà con camera này nó đang kết nối, thì sau đó chúng ta có thể nó hiện, nó sẽ hiện dưới này và chúng ta tích vào, xong rồi ấn lưu nó xong rồi, ấn chia sẻ nó xong. Ok, đó là cái phần chia sẻ camera. Thì cái video này mình cũng hướng dẫn các bạn là cài đặt và sử dụng cái con camera Vantech V2010 này. Video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.